phải quý vị là khách sạn Windsor 5 sao gì, cạnh chợ An Đông luôn. Quỳnh Mẫn Đạt. Nếu đi thẳng đường này luôn là đến trường Beruski đó quý vị. Gặp Quỷ Văn Cừ đó. Khu Dương Vương này là phường 3 quận 5, nổi tiếng là độ xe hơi quý vị. Mua xe hơi về muốn gắn thêm đồ chơi, dán đề can gì đó là ra đây. Đường An Dương Vương Lê Hồng Phong vậy, sớm Bình Khang ngày xưa. Đường Trần Bình Trọng quý vị. Qua đây là đường Nguyễn Trãi, nổi tiếng bán quần áo dịp Tết ở đây. Cái là Đại học Sư phạm quý vị. Bây giờ là Đại học Sài Gòn. Bên phải là đường Nguyễn Biểu. Đi qua Trần Hưng Đạo quý vị.
này là bán nón. Rồi cắt ngang là đường Nguyễn Văn Cừ quý vị, ngày xưa là đường Cộng Hòa. Vẫn tiếp tục là đường Nguyễn Trãi, ngày xưa đó là đầu đường Võ Tánh quý vị. Bên tay trái là tổng nha cảnh sát. Bây giờ là văn phòng Bộ Công an phía Nam. Xưa trước đây làm hồ sơ xuất nhập cảnh, hộ chiếu, passport gì là ra đây nè. Bây giờ đổi qua gần tàu đàn rồi đó, cái cổng chính văn phòng Bộ Công an phía Nam đó. Võ Tánh với lại Nguyễn Cư Trinh quý vị. Bây giờ là Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh đó. Để phải là vô rạp Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, quận 1. Đây là phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 rồi nè quý vị. Đây bên phải là Trần Đình Xu. Bên phải là rạp Nguyễn Trãi nè quý vị. Đây là khu Mã Lạng ngày xưa quý vị. Nhân Sài Gòn là trung tâm hạt nhân có từ hồi trước giải phóng quý vị, nghiên cứu hạt nhân nguyên tử nhưng mà chỉ để phục vụ vào sinh học, khoa học đời sống, y tế, không có chế tạo vũ khí gì. Đây dòng xây Võ Tánh với lại đường Cống Quỳnh nữa quý vị. Bên phải là chợ Nguyễn Thái Bình, chợ Thái Bình nè. Bên phải là đi đường Cống Quỳnh. Thẳng ở đây là đường Phạm Ngũ Lão, bên góc trái bên kia là đường đi qua nhà thờ Nguyễn Sĩ. Rồi, bên phải đi chợ Thái Bình nè quý vị. Buổi tối đầu đường Phạm Ngũ Lão. Đây cũng là đầu khu Tây Ba Lô, Sài Gòn du lịch bụi về đây hết. Tập trung rất là đông. Giữ vậy xem hẻm Sài Gòn à.